Điện thoại là một trong những sáng tạo tuyệt vời giúp kết nối mỗi người ở bất kể nơi đâu. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày tiến bộ rất nhiều người lại cảm thấy điện thoại cảm ứng đó là vật cản vô hình trong những mối quan hệ. Trên từng xuất hiện rất nhiều những xa rơi của hội chị em khi ông xã coi trọng điện thoại cảm ứng hơn chính người đàn bà cạnh bên mình. Mặc cho vợ mắc việc cơm nước, dỗ con, lao nhà, nhiều ông xã vẫn tự tốn ngồi lướt Facebook, chơi game trên điện thoại cảm ứng. Nào đã hết, họ ăn điện thoại cảm ứng, ngủ điện thoại cảm ứng, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại cảm ứng theo. Mới đây, một trường hợp tương tự cũng rất được share lên khiến cho ai nấy xôn xao. Nhưng điều khiến cho tất thảy yêu thích đó là bởi mưu sâu kế hiểm của người vợ trị ông xã ăn điện thoại cảm ứng, ngủ điện thoại cảm ứng. Theo đoạn clip ngắn này, trong khi người vợ lần lượt bê những món ăn ra thì ông xã vẫn cắm cúi xem điện thoại cảm ứng. Gương mặt lạnh tanh, chị vợ rút điện thoại cảm ứng từ tay ông xã, thả vào bát cơm. Tiếp theo đó, chị nhấc một bát nhôm để lên bàn, chẳng phải món ăn gì mà đầy những dây sạc, các sạc điện thoại cảm ứng. Bước cuối cùng, chị vợ rắc thêm chút mắm muối vào đó như thể một món ăn thực sự. Ông xã đầy vẻ cam chịu cứ đưa đũa ra định gấp thức ăn liền bị vợ ngăn cản. Chẳng rõ chiêu cao tay này của người vợ rất có thể khiến cho ông xã bớt nghiện điện thoại cảm ứng hay không, nhưng chắc chắn cũng trở nên bớt cắm cúi xem quên cả ăn như hiện giờ. Sau khi xem ngừng đoạn clip ngắn này, nhiều dân mạng đã phải phì cười vì sự cao tay của bà vợ. Này thì ôm điện thoại cảm ứng này. Chết cười mất. Bà vợ cao tay thật nha. Cứ cắm đầu vào điện thoại cảm ứng, ăn cái điện thoại cảm ứng lung lung đi. Ăn điện thoại cảm ứng phiên bản tả thực ha ha. Trong mặt ông xã cũng tội lắm cơ. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang lôi kéo sự để ý của